Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, bữa nay đi thu hoạch rau dền, của dền tím cả nhà nhé. Có 2 cây thôi cả nhà. 2 cây mình thu hoạch để chia sẻ cho mọi người thôi, chứ mình cũng không ăn. Mai kia tập ăn sau. Rồi. Cái này nó ăn nổi ở phía trên cả nhà, cho nên là nó cũng không được to lắm. Nhưng để dành cho em bé nấu bột thì cũng ăn được ôi ôi bữa đấy cả nhà. Đây còn cục nữa này, cục này còn bé cả nhà. Đây cục này còn bé, mình để lại. Bây giờ chị sẽ đi thu hoạch cà rốt cả nhà nha. Ui giời ơi, trái cà rốt tuyệt vời chưa cả nhà. Cái này to quá. Đã chưa? Rất là đã cả nhà. Nhổ cải lên này, nhổ cà rốt lên này. Đây cả nhà, sản phẩm trông được. Còn gì thích bằng không cả nhà? Sướng ơi là sướng. To mập mạp đã đời luôn. Thùng cấy cái khác nhá. Wow. Hai củ luôn cả nhà. Đấy. Đất tơi xốp cho nên nhổ cái lên ngay. Sáng nay là đi thu hoạch cà rốt. Wow, những con chuột cam của mình, những con chuột màu cam cả nhà ơi. Đã chưa? Đây còn một bụi nữa đây cả nhà này. Đây còn một bụi này. Đấy, này tốt ghê. Mình sợ tốt quá nó lại không có củ khổ to đâu. Ở đây cũng còn ít nữa. Để có khi để lại cả nhà. Này không ảnh hưởng gì. Còn cái thùng xốp này thì bữa sau mình sẽ cải tạo để tiếp tục cấy trồng, cho ra những cái sản phẩm ngon xanh sạch đẹp. Đây, dền tím này cả nhà này, cà rốt này, toàn những sản phẩm giàu dinh dưỡng, vitamin nhá, chất lượng. Số sản phẩm này mình đem chia sẻ cho một đứa em trai đồng nghiệp thôi, chứ mình cũng không ăn đâu cả nhà. Nhà mình thì để bữa khác. Đây là mùi tơi đây cả nhà. Mình mới thu hoạch xong, nó đã lêu nghêu rồi. Mùi tơi mùa này phát triển rất là nhanh cả nhà ạ. Phát triển qua từng đêm luôn. Nó cao lên nhiều như vậy mình phải cắt tỉa xem là bổ sung dinh dưỡng kịp thời cho nó. Để nó ra nhiều nhánh cho mình ăn cả nhà nhé.
hoạch xong là cả nhà nhớ bổ sung dinh dưỡng luôn cho nó đi, để cho nó phải kiệt sức cả nhà. Nó giống như con người thôi, cần được phải được chăm bẵm để đảm bảo dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe để nuôi cây. Cây cối cũng như con người, một cây có một đời sống riêng, một tiếng nói riêng cả nhà. Đây là cái mùng tơi ở mé sông của mình đây nè. Hôm qua cái cơn gió mùa về nó làm đổ tát hết của mình ấy cả rồi. Mình chưa kịp thu hoạch nó đã làm đổ của mình rồi. Rau màu dễ phát triển lắm cả nhà. Thế là thu hoạch đã ơi là đã. Sang mùa hè thì cây phát triển khó hơn. Thích không cả nhà? Mùng tơi chỗ này thì dài quá rồi cả nhà ạ. Đua những cánh tay dài quá rồi. Chỉ nhãng đi cái mình chưa kịp mình cắt tỉa một cái là nó vươn tay rất là nhanh cả nhà ơi. Mùng tơi năm nay mình mua được cái giống nó không phải mùng tơi bớp cả nhà. Nếu mà mùng tơi bớp thì lá rất là to. Được mình chăm sóc kỹ như thế này thì lá rất là to và mập cả nhà. Tay cành nhánh rất là mập, nhưng mà hôm nay mình mua phải cái giống không được tốt thôi. Nhưng mà dù sao thì cũng là rau sạch, vẫn cứ ngon cả nhà.
Đây là sản phẩm của buổi sáng nay đây cả nhà. Một củ dền tím này. Cà rốt này. Mùng tơi này. Một rổ quá đã. Rồi có lẽ video của mình xin dừng lại ở đây nhé. Gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Nếu yêu thích thì nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Bye bye.